nhá. Bắt con nào được nhỉ? Mình sẽ bắt con màu vàng này làm thịt nhá mọi người. Đấy. Để xem nào. Đây nó trên này mọi người này, mình sẽ nhờ chú Phát để làm thịt cho mọi người cùng xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại làm thêm một clip dê quay nguyên con ở trên núi nhá. Đây là con dê mình đã mổ sẵn rồi. Và bây giờ mình sẽ xiên cây để đi quay ạ. Mình lúc xiên xiên hẳn đã xiên đã. Ấn đấy, ấn. Em để đây, em để ở dưới đây. Rồi, ok. Đây là xả nha mọi người. Mình sẽ nhét vào bụng quay cho nó thơm. Rồi. Đây, bây giờ mình sẽ khâu lại nha mọi người nha. Rồi. Mình đã xiên và khâu bụng xong rồi, bây giờ mình đi quay nhé. Mình quay cao như này để cho nó khô con dê đi, xong lúc nữa mình mới cho xuống thấp nha các bạn nhé. Quay cho nó khô thì nó mình bỏ củ ra. Đang vàng rồi các bạn ạ. Chắc là sắp chín rồi đấy. Dê này anh em phải quay thật đều tay nhá, không là nó sẽ bị đấy đấy. Nó sẽ không chín đều đâu. Vàng dần rồi đấy. Đang vàng rồi. Đấy, tiếng bò kêu đấy. Bò đang ngửi mùi thơm rồi. Con bò này nó ngửi thấy mùi thịt dê rồi, nó đang lên dê rồi. Bò ở trong núi này nó loi leo giỏi hơn người. Nó leo đến đây nó đứng nó thở bò ấy. Đừng kéo bên đấy chứ. Đấy. Ngồi dịch bên đây này, ngồi dịch vào trong một tí. Đây. Đấy thôi. Đấy, nó ngửi thấy mùi thịt dê nó lại đấy. Đấy, nó lại đấy. Bò xin chào tất cả mọi người. Đấy. Hello tất cả mọi người, mình lại là bò đây. Các bạn ơi, đây là núi đá quê mình, rất là đẹp, trên này rất nhiều dê luôn. Nhiều cây cối luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là ngôi nhà của mình đây. Các bạn thấy rất xinh không? Đây nè. Mọi người ơi, bây giờ là con dê của anh em mình đã xong rồi nhá. Đấy, rất là vàng luôn. Bây giờ mình sẽ mang ra để vào mâm để cho mọi người cùng thưởng thức nha.
Bây giờ là ngửa nó lên á để cắt cắt dây. Đó. Đấy, để ra để đấy. Mọi người ơi, dê chín rồi nhá. Mời mọi người cùng thưởng thức cùng gia đình mình nhá. Bây giờ mình sẽ xẻ thịt dê ra cho mọi người cùng thưởng thức nha. Bông mời cô chú vào đây mời đi. Nào vào đi. Ngồi lại đây. Tương. Đây. Chú ơi, chú ăn đi. Đây là chú nhà mình nha mọi người, chú sở hữu một đàn dê rất là nhiều luôn. Đàn này cũng ngon đấy nhỉ. Cháu để đây nhé. Để cháu xẻ cái chân. Ngon không chú? Ngon quá. Dê của nhà thì chắc là quá ngon luôn. Dê nuôi trên đâu? Dê nuôi trên núi, ngủ trên núi, ăn trên núi. Thế à, thưởng thức tí thế nào. Ôi mọi người ơi, thơm ngon lắm. Cái đùi này là của em rồi. Đồ cho em. Thịt ngọt lắm mà còn nguyên mùi vị của dê. Không mất tí nào. Thơm. Thơm mà ngọt lắm. Ôi ngon quá, da nó giòn ngọt. Mọi người ơi, da giòn ngọt. Mời mọi người nhá. Ê. Da giòn quá mọi người ơi. Xin mời tất cả mọi người nhá. Mình làm món quay này là không mất nước mọi người, ăn ngọt lắm, đang còn giữ nguyên vị luôn. Thắng ơi. Ê mọi người ơi, ăn nào. Ăn đây mát này. Ừ, cay rồi. Cắt đi. Đấy, bụng. À trong này có sả đấy, lấy ra. Em thích ăn sả. Ôi, sao ngon quá nhở. Tiếng không ngon mà ngon không khẽ. Mọi người ơi, tự dưng lại có cơn mưa bất chợt rồi. Thôi chắc mình phải dừng clip ở đây rồi mình mang về nhà mình ăn thôi. Mọi người thấy hay thì chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nhá. Bye bye nhá. Có bị mưa ướt không? Ôi, từ nghe cái cây kia đó kìa nhé. Ngon mà.